ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời lắm đây. Cái này hai tháng Hùng cũng tổ chức chương trình sinh nhật ở đây, Kim Thoa tài trợ sân khấu 100%, còn cho lại Hùng mấy triệu để trả tiền ăn nữa.
Dạ nghe nói em cái phòng thi khi nào tới em thôi à, mà em bên đó. Thì công ty tổ chức sự kiện Kim Thế Hòa cũng đang tổ chức cuộc thi mua sắm đặc biệt 2024. Thì Thế Hòa rất là vui khi mà hầu hết anh chị em nghệ sĩ cũng như là anh chị em bầu xô đã ủng hộ Thế Hòa tinh thần cũng như là ủng hộ về mặt vật chất cũng như là rất là nhiều anh chị em ủng hộ và tài trợ cho cái cuộc thi này để cuộc thi thành công. Thì Thế Hòa cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến hôm nay để đến dự sinh nhật buổi tối hôm nay cũng như là ủng hộ cho cái cuộc thi mua sắm nhạc Việt 2024. Xin cảm ơn. Tiếng hôm nay của mười mấy anh chị em YouTuber hôm nay quay đây thì phát ra thì anh chị xem đó, thì anh chị nào muốn đăng ký cuộc thi thì đăng ký em. Nếu mà muốn đăng ký thì số điện thoại sao địa chỉ sao em nói lại cho anh em. Dạ, em xin thì anh chị em nào mà mình có người thân quen muốn đăng ký để mà đi thi thi mua sắm nhạc Việt 2024 thì mình có thể lên trang fanpage của cuộc thi mua sắm nhạc Việt để mà đăng ký. Thì có admin sẽ trả lời tin nhắn trong tức tắc thôi. Thì bên ekip sẽ làm hồ sơ để các bạn dự thi. Dạ xin mời. Được rồi.